Sau đêm 30 Tết, ba tuổi này trả sạch nợ, may mắn phát tài, trúng số độc đắc, tiền chất thành núi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại nhận ra rằng năm Canh Tý sắp đi qua như chỗ cho năm Tân Sửu 2021. Với thời điểm này, tất cả các con giáp đều đang chạy đua để về đích, để có một cái Tết hoành tráng. Đón một năm mới phát tài, phát lộc, bên cạnh đó, có một số vấn đề cũng được quan tâm, đó là vận trình trong năm mới Tân Sửu 2021 của mình sẽ ra sao, có những cơ hội may mắn hay vận hạn như thế nào. Khi coi bói tử vi, các chuyên gia tử vi có bật mí về vận trình sau đêm 30 Tết Nguyên đán của ba con giáp này sẽ có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ vẹn cả đôi đường. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được ba con giáp đó là ba con giáp nào. Và liệu rằng mình có thuộc một trong ba con giáp may mắn này hay không? Và có những vận may nào sẽ đến với ba con giáp này trong thời điểm đầu năm Tân Sửu? Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thì Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một tuổi Dần. Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn ngay sau đêm 30 Tết và bước sang một năm mới với nhiều thuận lợi. Tuổi Dần là người rất có tham vọng và giàu ý chí vươn lên. Vì có xuất phát điểm thấp, bản mệnh lại không có sự nâng đỡ. Nhưng nhờ sự siêng năng, chăm chỉ, con giáp tuổi Dần càng giỏi giang và bản lĩnh trong công việc. Ngoài ra, họ cũng không ngại học hỏi, sẵn sàng tiếp tục học thêm những kiến thức mới. Họ cũng có khả năng lãnh đạo, biết thể hiện lợi thế của bản thân và biết tìm thấy cơ hội để phát triển cho dù lựa chọn lĩnh vực nào. Con giáp tuổi Dần cũng có thể đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang năm 2021, tài vận của người tuổi Dần cực vượng, bạn sẽ nhanh chóng làm quen với các kiến thức mới, từ đó áp dụng trong công việc. Đây cũng là năm con giáp có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, sự nghiệp tự bước đi lên. Cụ thể, thứ nhất, trên phương diện sự nghiệp, tử vi tuổi Dần trong năm 2021 cho thấy sự nghiệp của bản mệnh phát triển tốt trong năm nay, chủ yếu là nhờ duy trì được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với mọi người. Người làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục được mục tiêu đã đề ra nhờ sự ủng hộ giúp đỡ của cộng đồng. Trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh có thể giữ được mối quan hệ với những đối tác triển vọng, cùng nhau làm ăn có lợi. Lúc này dù phải chịu sự đốc thúc quản lý chặt chẽ của cấp trên khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực, nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân và có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương. Cho nên bạn cần giữ tinh thần tỉnh táo, thái độ làm việc sáng suốt khi đưa ra những quyết định đầu tư cho mình. Đôi khi chỉ vì quá may mắn mà khiến bạn lơ là, mất tập trung trong công việc. Thứ hai, về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Dần về cơ bản là tốt trong năm 2021. Cơ hội thăng chức, tăng lương cũng giúp bạn nâng cao mức sống. Bạn sẽ có một khoản tiền dư giả để tiết kiệm, đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Nếu biết cách chi tiêu, kế hoạch thì dù là người làm công ăn lương bình thường, bạn cũng không lo túng thiếu. Ngoài ra trong năm nay, người làm trong các lĩnh vực bất động sản có thể thu lại được khoản lời lãi khả quan bù đắp cho những khó khăn trong những năm trước. Những người làm kinh doanh có sự ổn định, phát triển rõ nét, những khoản đầu tư tưởng chừng như đóng băng trước thời điểm trước đây vốn được hồi sinh một cách bất ngờ, hoặc những khoản nợ cũ được hoàn trả, bạn nhận được những khoản lời lãi bất ngờ. Thứ ba, về tình duyên gia đạo, do được nhiều sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, bạn trở nên đào hoa hơn hẳn so với những người trong khoảng thời gian trước đây. Bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ, ái mộ từ bạn bè hoặc đồng nghiệp ở cùng nơi làm việc. Đôi bên sẽ phát triển thành những mối quan hệ ái muội thầm kín. Nếu là người đã lập gia đình hoặc đối tượng tiếp cận với bạn là người đã lập gia đình thì nên chủ động tránh xa,
đừng để chuyện thị phi ảnh hưởng đến danh dự và người thân. Nếu biết cách quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đôi bên sẽ duy trì được một mái nhà ấm áp và hạnh phúc. Hãy thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của người kia. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vượt phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt được năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 2. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu là con giáp may mắn tiếp theo được ban lộc vào thời điểm sau đêm 30. Tuổi Sửu vốn được biết đến là một trong những con giáp bản tính chăm chỉ, cần cù. Tuy nhiên, chặng đường khởi nghiệp của tuổi Sửu gặp rất nhiều gian truân vất vả, đôi khi không đạt được những thành quả như mong muốn. Điều này chắc chắn sẽ khiến người tuổi Sửu có chút nản lòng. Nhưng đừng vì vậy mà bỏ cuộc, vì sau một khoảng thời gian làm việc, tuổi Sửu sẽ có một cơ hội tốt để thể hiện bản thân, gặp được những người tốt giúp tuổi Sửu phát triển hơn nữa. Đặc biệt tuổi Sửu sẽ có quý nhân trợ giúp, giúp công danh phất lên như diều gặp gió. Thời điểm bước sang năm Tân Sửu tới đây, tuổi Sửu khá thuận lợi trong công việc của mình. Mở rộng thị trường là cơ hội tốt giúp bạn kiếm được nhiều tiền, nhanh chóng phát tài và có cuộc sống viên mãn. Cụ thể vận trình tuổi Sửu như sau. Thứ nhất, trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, bạn có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình, có thêm những mối quan hệ xã hội và thêm nhiều lợi ích trong tương lai nhờ sự cố gắng. Trong công việc, những người tuổi Sửu được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, cho nên bạn sẽ được trao cho những dự án quan trọng và đặc biệt bạn sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức. Bạn hãy tiếp tục giữ tinh thần tích cực, chủ động thì ắt hẳn sẽ có thể đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp. Công việc cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý sự tăng tiến của mình có thể khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy chú ý và đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình. Đó có thể là những người muốn kết thân với bạn, họ chỉ có mục đích xấu và tranh thủ để bạn có sơ hở là hạ bệ bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần chủ động chú ý tới lời ăn tiếng nói khi giao tiếp, tránh để kẻ tiểu nhân lợi dụng. Thành công cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả lo toan rất nhiều. Tuổi Sửu hãy cố gắng nắm bắt lấy cơ hội cho chính mình. Thứ hai, về phương diện tài lộc, nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân người tuổi Sửu sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc, khiến tiền lương và tiền thưởng gia tăng. Theo tử vi, tài vận của tuổi Sửu khá hình thông, tương quan mang tới những cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn lớn. Nếu đang làm trong lĩnh vực có liên quan, bản mệnh thao hút vàng, hút bạc. Ngoài ra, trong tháng có quý khách phương xa tới thăm, mang theo cơ hội làm ăn mới. Tuy nhiên, mọi thứ đang ở đoạn khởi động, bạn nên tiến hành từ tốn, tránh nóng vội, kẻo hỏng việc. Làm ăn nên bắt đầu từ quy mô nhỏ, sau thời gian làm quen thích ứng rồi, quyết định mở rộng làm ăn cũng chưa muộn. Với những người làm công ăn lương, công việc phát triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Theo đó, bản mệnh có thể tiêu tiền thoải mái, không phải đắn đo quá nhiều. Tuy nhiên, trong cuộc sống bạn cần có kế hoạch chi tiêu khoa học, trở nên quá phóng tay trong việc mua bản đồ dùng hàng ngày. Nếu không, dù tiền lương có tăng cao, bạn cũng có điều khoản tiết kiệm khi cần. Ngoài ra, trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường các khí và mang lại bình an cho tuổi Sửu trong năm Tân Sửu. 3. Tuổi Mão. Bước sang năm Tân Sửu 2021, người tuổi Mão là người được dự đoán sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của chính mình, khẳng định được giá trị của bản thân trên con đường sự nghiệp. Tử vi nhận thấy cục diện tương xung sẽ tác động khá nhiều đối với tuổi Mão. Bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều biến cố về tình cảm, những tổn thương sẽ khiến cho tuổi Mão cảm thấy mệt mỏi, chán chường, nhưng bù lại thì công việc lại khá tốt. May mắn có quyền lệnh Đức Lâm. May mắn có quyền lệnh Đức Lâm quan, cầu cho chăm chỉ, kiên trì thì bản mệnh cũng sẽ có được thành công. Ngoài ra, bản mệnh may mắn có nhiều sao tốt trợ giúp cho con đường công danh. Bản mệnh hãy nắm bắt cơ hội đón nhận sự hỗ trợ của quý nhân để có thể phát triển tốt nhất. Bạn càng độc lập, sáng tạo, có thể thì cơ hội thăng quan tiến chức càng nhanh tới.
Đặc biệt thiên ấn cho thấy những hướng đi mới sẽ thích hợp với tuổi Mão hơn là đi theo lối mòn. Cụ thể thứ nhất về vận trình sự nghiệp, người tuổi Mão theo dõi tử vi âm lịch cho thấy bản mệnh sẽ tìm được nhiều cơ hội để có thể phát triển trên con đường công danh, sự nghiệp. Nguyệt lệnh Đức Lâm Quan xuất hiện, những chú mèo có thể đạt được thành công bằng chính sức của mình. Sự cần cù, chăm chỉ giúp bạn trở nên nổi bật so với những đồng nghiệp xung quanh. Bạn sẵn sàng chịu khó chịu khổ để hoàn thành công việc được sao, nhiệm vụ khó khăn đến đâu cũng sẽ cố gắng hết sức, nhờ thế mà đạt được sự tín nhiệm của cấp trên. Ngoài ra, thiên ấn xuất hiện nhắc nhở tuổi Mão cần đề cao sự nhanh nhạy và sáng tạo. Nếu có thể làm được điều này thì bạn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn để phát triển năng lực của mình, gợi mở thêm được những lối đi cho tương lai. Thiên đức quý nhân sẽ giúp bạn trong việc mở rộng thêm cơ hội phát triển. Hãy tận dụng những mối quan hệ sẵn có để tạo đòn bẩy cho mình, chớ nên bỏ lỡ nguồn tài nguyên quý giá bên bạn. Thứ hai, về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Mão trên phương diện tài lộc cho thấy vận chính tài khá sáng, người tuổi Mão không cần phải lo lắng gì. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội tăng lương hoặc tăng thu nhập đang tới. Người làm công ăn lương có thể mạnh dạn đề xuất hoặc ngay cả khi chưa chính thức yêu cầu, việc tăng lương vẫn có thể xảy ra do cấp trên đã định sẵn từ trước. Tình hình kinh doanh đầu tư vô cùng khả quan, dù là buôn bán nhỏ lẻ hay kinh doanh đầu tư lớn, tuổi Mão đều khá hài lòng về kết quả đạt được. Có điều cần lưu ý, tỷ kiến xuất hiện mang theo dấu hiệu về sự vất vả, bận rộn, theo đó đồng tiền bạn kiếm được cũng không hề dễ dàng, phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức mới có được. Yên tâm là cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, nó sẽ được hưởng lộc, trời ban, tiền bạc sùng rỉnh. Ngoài việc bản thân chi tiêu thoải mái còn hỗ trợ cho gia đình khá nhiều. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, tuổi Mão cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà vận, bát bảo, tân kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập xung quanh bạn, từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh, tương trợ, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.